Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Phong Lan Rừng của em nha. Hôm nay em mời tất cả các bác cùng em ngắm hoa lan bờ rào đó. Đối với một số bác thì nó là lan bờ rào không lấy làm gì được. Thế nhưng đối với một số bác khác thì nó lại là lan rất đẹp, hoa rất thơm. Đối với bản thân em cũng thế, hoa đẹp, hoa thơm là em thấy nó là lan đặc biệt rồi. Em không có phân biệt đâu là bờ rào, đâu là biệt phủ, đâu là nhà lá cả. Đó, đấy là quan điểm chung của em. Còn các bác thế nào, em tùy các bác. Em không có tiền chơi va nên là em chỉ chơi những cái nó rẻ tiền mà phù hợp với khả năng tài chính của em thôi. Đó, không mất công em quay những lan bờ rào kiểu rẻ tiền đấy. Các bác chơi va, các bác lại vào ném đá em mấy cái thứ này vớ vẩn chơi làm cái gì. Thì các bác ra chỗ khác chơi giúp em nhé. Đây là sân chơi của những người mới chơi, những người không có nhiều tiền. Đó, ok, tâm sự thế thôi. Em review hoa chi tiết cho các bác cùng thưởng thức nhé. Đây là một chậu đơn cam. Đơn cam này thì hoa nó khá là nhỏ. Thế nhưng được cái là hoa nó khá là rực rỡ. Hoa nó trổng lên như này, nhìn như kiểu là lan hải yến đấy các bác. Hoa thì nó khá là dày hoa. Thế nhưng cái bông hoa này này, nó bé lắm. Đây, nó bằng cái móng tay của em thôi. Hoa nó bé cực kỳ luôn. Thế nhưng được cái là nó dày hoa nên là vẫn tạo được cái độ rực rỡ cho chậu hoa của chúng ta. Lan đơn cam cũng là một loại lan đơn thân khá là khó thuần đấy. Nếu mà vườn không có mái che mưa mà nắng mưa bất chợt là rất hay bị thối nõn này. Vì nõn của nó xếp hình chữ V nên là nó rất là hay đọng nước nếu mà chúng ta để ngoài trời và nắng trực tiếp, không có mái che mưa, nắng mưa bất chợt là nó sẽ thối đọng ngay vào mùa hè. Và đây là một cây trầm. Trầm này là trầm rừng Myanmar nhé. Đấy, trầm này là trầm Myanmar. Hoa của nó thì cũng khá là đẹp đấy chứ. Thế nhưng là nó nở quá là lâu rồi, nở được một tuần nay rồi, hơn tuần rồi đấy các bác. Từ những bông đầu tiên này thì nó khá là lâu rồi nên là hiện tại nó cũng đang có xu hướng là cụp lại để tàn đấy. Loại này thì độ bền hoa nó khá là cao đấy, có thể là tầm nửa tháng. Nếu mà chúng ta chơi đến tẹt bô thì nó có thể nửa tháng. Và đằng này đây là một chậu lan kiều đây. Dày lan kiều này rất là nhiều nụ ở đằng xa phía sau lá kia. Và giờ cái nụ này thì chuẩn bị bung rồi các bác. Hai cái ngầu hoa khá là dài. Có thể là ngược sáng các bác sẽ nhìn không rõ mấy đâu. Thế nhưng là em chỉ quay được đến đấy thôi, vì nó ở trong đấy mà. Đây, cái mà em thích nhất hôm nay đó chính là một cây hạc vĩ tên lửa của Tây Bắc. Hoa thật sự phải nói là quá là đẹp luôn, quá đẳng cấp. Một cái khuôn bông hạc vĩ mà em chưa thấy cây nào có được ở trong đám lùm xùm này. Đám lùm xùm này thì em ghép theo hàng kg nên là nó rất là lộn xộn. Nên mấy cây này thì nó toàn là hoa cụp cụp, kiểu nó hoa ngủ ấy, nên là cũng không có gì là đặc sắc cả, nên là em cũng không có review đến các bác. Thế nhưng cây hôm nay thì thật sự là quá đẹp rồi, không thể không review được rồi. Thật sự nó rất là đẹp. Cánh bầu đây, cánh bầu và cũng khá là bay. Đối với dòng hạc vĩ như thế này thì gọi là cánh siêu bay rồi đấy các bác. Thông thường là nó chỉ cụp như thế này thôi. Đó, hạc vĩ là thông thường nó chỉ như vậy thôi. Này là cây hạc vĩ thôi nhé, không phải đại ý thảo nhé. Đại ý thảo thì nó sẽ khác. Cây này là cây hạc vĩ. Cây hạc vĩ lá mít mà thường các bác thấy em review mùa thân lá đấy. Thân khá là to, lúc chưa hoa nó bằng ngón tay cơ. Nên bây giờ nó hoa nên là nó hút mất dinh dưỡng nên là nó đang bé lại rồi. Đây là còn phía sau nó thì là cây hạc vĩ thiên cung này. Hạc vĩ thiên cung lữ bố mà nhiều bác thì ngay bán hàng kiểu là thiên cung nó khác lữ bố khác ấy, để các bác gì sưu tầm nhiều. Năm xưa em bị rồi nên là em mới mang ra câu chuyện để nói, chứ còn các bác chưa bị các bác đừng ném đá em nhá. Hạc vĩ thiên cung rồi có thằng thì nó bán lữ bố rồi mua về cũng là một dòng đấy. Khi mới chơi nó học phí nó là vô vàn như vậy đấy các bác. Nhưng mà được cái là mình mất tiền mà mình có lan để chơi thì nó là điều rất là vui rồi. Giống như chúng ta đi chợ ấy,
mua hàng chúng ta mất tiền, đấy là việc rất là bình thường. Còn hơn là việc mà chúng ta mua hàng đột biến mà chúng ta lại phải mua phải những cây công nghiệp nó rất là tội nghiệp đúng không ạ? Và trên này là những cây phi điệp bờ rào mà năm xưa thì người ta gọi là xổ số đấy các bác. Đó, hụt một ván xổ số khá là nặng nề. Cây này năm xưa em sưu tầm khá là gắt, 3 triệu đồng sổ ra một bông tím rất là bình thường. Đấy là những học phí còn gọi là tiền ngu đấy các bác. Một thời em cũng săn lùng xanh sạch rất là dã man luôn, thế nhưng là sổ ra toàn tím, cho nên là bây giờ em không còn hy vọng nhiều đến xổ số nữa rồi. Cái vấn đề mình bắt xổ số để nó sổ ra hoa ấy không phải là để bắt những cây tiền tỷ đâu, thế nhưng mà mình vẫn thích nó sổ được những cây mà tự tay mình sổ ra thì nó sẽ khá là thú vị. Thế nên là em cũng đú đẩn theo mấy sếp đi mua hàng xanh sạch về sổ. Thực ra cái vấn đề xanh sạch nó chẳng nói lên điều gì cả. Cái mà may mắn thì vẫn luôn là số 1 đó các bác ạ. Đây những chậu này cuống nó xanh ngắt này, nhưng mà khi mà ra đến hoa thì nó vẫn là hoa tím. Cánh thì nó còn cong queo dặn dẹo như thế này. Nhưng là được cái thì khuôn bông là cực kỳ to và dài luôn. Dài lắm. Cánh tiêu nên là cánh nó rất là to và dài. Đây, những cây tím tím nhưng mà hoa cũng được phết đấy chứ. Sắp tới em sẽ làm một chai thủy tinh để ngâm rượu. Khi mà các fan chơi lan đến nhà thì em sẽ lấy hoa phi điệp tím để mời các bác. Và rượu sẽ có màu tím rất là đẹp, màu đỏ rất là đẹp luôn. Chứ còn mấy cụ mà chơi năm cánh trắng ấy ngâm ra rượu trắng phèo chẳng có gì hay đúng không các bác? Và đằng này đây em cũng lại có một con xổ số này đang ủ nụ đây các bác. Bây giờ không biết cụ nào còn chơi xổ số như em không, mà em vẫn đang kiên trì bắt xổ số này. Nụ này thì xanh từ A đến Á nhưng mà không biết là khi ra nụ thì nó có tím không. Đó. Mỗi con xanh sạch xổ số mà hàng zin như thế này thì nó không dưới 2 triệu đâu các bác. Năm xưa em mua đắt lắm. Nhưng mà kiểu tiền học phí ngu ấy nên là vẫn cứ đốt khá là nhiều. Đây còn cọng này thì lại ra một nụ rất là lạ. Mấy cây sổ phi điệp tím thì em chưa bao giờ thấy một cái nụ nó lạ đến như cái nụ này luôn ấy. Nụ khá là lạ. Nhưng nụ hay là xanh sạch nó chưa nói đến một điều gì cả. Khi mà nó ra hoa rồi ấy, thì mới là vấn đề để chúng ta có thể kết luận được. Này, bên cạnh những cây phi điệp thì em vẫn chơi những hàng công nghiệp. Đây là những cây hồ điệp đấy. Vườn nói chung là nhà em thì em chỉ trồng những loại rẻ nhất mà không ai chơi thôi, chứ còn những cây đắt nhất thì em nói thẳng ra là không có tiền mua các bác ạ. Em chỉ thích chơi những dòng mà rẻ rẻ tiền mà ai cũng có thể chơi được, thì khi mà có khách đến nhà mình biếu một chậu nó cũng chẳng là một cái vấn đề gì cả, thế nhưng quan trọng là có ai lấy không thôi. Đây có khá là nhiều hoa, bây giờ đang là mùa hoa mà. Đó, cây kia cũng đang ủ nụ này. Mùa này nhiều hoa lắm các bác ạ. Đây, lại có một cây này. Nụ xanh, ra hoa tím. Mà lại không phải là lưng xanh nhé. Nó là hoa tím bình thường á. Đó, bên trên này thì cũng có những cây hoàng phi hạc cũng đang ra hoa này. Rất là nhiều hoa luôn. Sắp tới lại có hoa này. Cẩm báo ngoài kia cũng đang hé này. Thấy không nhỉ? Đó. Cẩm báo đấy. Đang hé hé nụ rồi. Và vườn sau thì em có một dề huyết nhung cũng đang hoa. Đang rung rinh trong gió này. Hoa khá là sai. Đối với cái dòng lan đơn thân này thì thường là rất là dễ hoa. Khi mà nó trưởng thành đến mùa là nó sẽ ra hoa. Ở trong ở bên bờ sông này, rung rinh trong gió này. Còn mầm gốc của các bác như nào rồi? Hiện tại thì mầm gốc của em đây nó như là rau muống thôi, khá là dài rồi các bác ạ. Và cũng đang chuẩn bị ra rễ rồi đây.
Thực ra cái vấn đề da dễ đấy, các bác cứ yên tâm là tưới những cái chất trung vi lượng như là PSH chỉ Việt mà hôm trước em có chia sẻ ấy, thì trước sau gì nó cũng da dễ thôi, không có cọng lan nào mà không da dễ đâu, nên là các bác cứ yên tâm và tưới nhé, nó sẽ không ra trước thì nó sẽ ra sau một tí thôi. Thế nhưng cây nào mà nó đủ lực thì tự nhiên nó sẽ ra muộn hơn, còn cây nào nó yếu hơn thì nó sẽ ra sớm hơn. Ở đây những cái này đây, rễ chi chít không có chỗ để rễ luôn này, rễ nhiều lắm các bạn này. Những cái này nó vừa nứt cái là nó ra rễ rồi. Và video liên miên của em cũng xin phép được kết thúc tại đây thôi, dài quá rồi. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé. Mời các bác ngắm hoa bờ rào 1 giây.